Kính chào quý vị, một lần nữa trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi lại hướng dẫn quý vị dùng các loại cream nào để mà thích hợp với làn da của mình và tái tạo đúng cho làn da của mình. Thì bây giờ mình nói về vitamin C đi. Thì hồi xưa giờ đó là quý vị nghe nói vitamin C là làm trắng da đúng không? Nhưng mà nếu mình sức trực tiếp lên nhiều quá đó, nó cũng không có tốt đâu quý vị. Hay là mình uống vitamin C nó cũng giúp một phần nào trắng da đó, nhưng mà uống nhiều thì nó cũng không có tốt, nó sẽ hư gan. Cho nên gần đây đó, công ty Beaumont ra một cái sản phẩm nó gọi là Stem C Serum, là tế bào gốc của vitamin C Serum, là đưa vào da quý vị. Thì serum là thú vị, ở thị trường có nhiều lắm, nhưng quý vị lưu ý nè, tất cả các sản phẩm của Forever Beaumont chúng tôi không có dùng alcohol, là cái chất gọi là chất alcohol đó quý vị, alcohol đó, tại vì nó sẽ làm hư da quý vị sau này. Thì hầu như là tất cả loại serum họ đều có bỏ cái đó vào, nhưng mà riêng cái serum của Beaumont không có một sản phẩm nào không có mà chúng tôi không bỏ alcohol vô, cho nên nó rất là an toàn. Thì trong cái chai Stem C Serum này nó giúp cái gì? Nó giúp làm đều màu da, nó giúp sáng trắng da quý vị bằng vitamin C, chứ không phải bằng những cái chất mà làm trắng da là bằng từ kem trộn hay là những chất tẩy hay những chất lột da. No. Cái serum này nè quý vị, trong này nó có rất nhiều thành phần. Thứ nhất đó là chúng tôi lại có một cái vitamin C để cho dưỡng ẩm, ngừa khô da. Và đặc biệt đó là nó sẽ không có bị tác động từ cái khói bụi ô nhiễm hay là từ cái tia UV của nắng mặt trời. Rồi những cái vết sẹo trên mặt quý vị, như là sẹo mụn để lại nè, hay là da bị nhờn nè ha, thì nó cũng giúp được control cái da nhờn. Nhưng mà hay nhất cái này là vitamin C trong cái chai này đó, nó giảm thâm quầng mắt. Việc bổ sung vitamin C với liều lượng thích hợp quanh quầng mắt có thể làm giảm đáng kể những quầng thâm mà cái tính chất dưỡng ẩm cao đó quý vị. Nhớ nha, trong cái chai serum này nó lại dưỡng cho quý vị không bị thâm quầng mắt luôn. Chất thứ nhì là Wheat Hazel. Wheat Hazel được chiết xuất từ cây phỉ. Ngày hôm nay cái loại thảo dược này đó là được phổ biến, có nhiều công dụng là thu nhỏ lỗ chân lông, thanh lọc độc tố cho da, trị những cái bệnh trên da như là da bị chàm, da bị khô, da bị mụn, da bị sẹo. Rồi cuối cùng là làm chặn cái quá trình lão hóa cho da, chống viêm và làm khít lỗ chân lông. Rồi cái đến nữa là cái gì? Là hyaluronic acid, là một cái thành phần chính tạo nên cái làn da quý vị căng bóng mịn màng và không bị chảy xệ. Đồng thời ngậm nước cho da, cải thiện nếp nhăn. Rồi lại một cái vitamin E nữa. Vitamin E mình biết rồi, vitamin E là làm từ cho da mềm hơn, đàn hồi hơn và trẻ hóa da. Rồi kế đến nữa là cái aloe vera. Aloe vera thì giúp quý vị là làm sạch bụi bẩn, sạch dầu thừa, làm dịu da, kháng khuẩn và tái tạo da. Rồi lại rau má nè. Cái lá cây rau má chúng tôi chiết xuất ra để làm lành vết thương, trị những cái vẩy nến và sẹo và dưỡng ẩm cực kỳ mạnh. Và cuối cùng là bồ công anh. Thì cái bồ công anh nó sẽ giúp cho quý vị là chặn được cái UV không có vô da quý vị được. Đó là cái chai vitamin C này. Một mình nó mà cả chục thành phần rồi. Cái đến nữa là tới cái Duckbot Rectifier, là cái hũ kem đặc trị các đốm trên da. 16 năm qua, sản phẩm này chưa bao giờ ngưng hot hết. Quý vị biết không, mỗi đêm quý vị thay một lớp mỏng cái Duckbot này thôi, với thành phần như là hoa cúc nè, kén con tầm nè, seracin nè, mà vitamin A nè, mật ong nè, sáp ong đó quý vị, nó sẽ giúp quý vị tái sinh lại làn da, làm trắng đều màu da. Thì cách dùng đó nha, là thoa một lớp Stem C Serum lên mặt mình trước, sau đó thoa một cái lớp mỏng của cái Duckbot Rectifier lên, nó gọi là Duckbot Corrector đó, là làm đều là các đốm trên da mình, là ban đêm. Riêng ban ngày quý vị cần dùng cái Moisturize Gel. Đây là cái sản phẩm mà Ngọc Nhi rất là thích. Đây là sản phẩm gels làm từ đa tế bào gốc thực vật. Khi đưa vào da quý vị, cái đa tế bào gốc thực vật này, nó sẽ giúp quý vị tái tạo lại cái tế bào gốc trên da quý vị, cung cấp đúng dưỡng chất cho tế bào gốc của da,
cung cấp đúng cái độ ẩm của da, và đặc biệt là bằng gel thì nó thấm nhanh hơn và nó mát hơn. Thì trong cái bảng thành phần của cái đa tế bào gốc này nó có chất gì? Thưa quý vị, trong cái cream mà Moisturize CMC của chúng tôi đó là nó có rất là nhiều cái tế bào gốc trong này. Mà tế bào gốc đặc biệt của nó là cái gì? Thưa quý vị, là nó có làm chậm lão hóa da, sạch bụi, kháng khuẩn, làm lành vết thương và tạo ra cái tế bào gốc mới cho da quý vị. Thì trong cái tế bào gốc này đã Ngọc Nhi rất là thích ở cái gì? Ở cái mà là nó làm cho cái da quý vị đó tươi hơn, rồi mịn hơn, săn chắc hơn và mềm da hơn. Trong cái tế bào gốc này đó, nó có ba chất quan trọng nhất là sữa ong chúa nè, rồi chiết xuất từ cái vỏ cây thừa nè, và cái đến nữa là thưa quý vị là nó lại có một cái chất nữa gọi là sáp ong, rồi sữa ong chúa kết hợp chung. Thì ba cái loại này đó nó sẽ giúp ngậm nước cho da và phát sinh lại tế bào mới cho da. Như Vi có nói đó, khi chúng ta có tuổi đó là cái tế bào của da chúng ta nó dần dần mất đi và không có tự cho nó phát sinh trở lại. Cho nên chúng ta cần hỗ trợ nó làm tươi lại tế bào và giữ nó tươi và giúp nó phát sinh tế bào mới bằng cách đưa đúng dưỡng chất cho nó. Mà chúng ta không hiểu nguyên lý này, cứ thấy mình lớn tuổi, mình bắt đầu có tuổi, da bắt đầu sậm màu, không được đẹp nữa, bắt đầu bớt bớt căng đi, bắt đầu nhăn rồi, bắt đầu có đốm rồi, thì đi tẩy trắng cho da là sai. Lúc này quý vị cần là đưa đủ dưỡng chất cho da. Trong cái show tới đó, Ngọc Nhi sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm là các loại vitamin nào mình uống vào để giữ mình trẻ, để giữ da mình nó trẻ, để giữ da mình không có bị đốm, để giữ da mình đó là được tươi, được mịn, được căng và được sáng. Xin nhắc lại quý vị đó, cái phụ nữ châu Á chúng ta, nhất là phụ nữ Việt Nam đó, có một cái quan điểm rất là sai lầm là muốn trắng nõn như người ngoại quốc. Thưa quý vị, không phải đâu. Một làn da đẹp là một làn da đó là không có những cái đốm quá nhiều, những đốm tàn nhang, những đốm đồi mồi, hay là bị nhăn, bị chảy xệ, bị lỗ chân lông to, là không là, là cái đó là cần. Quý vị có một cái làn da trắng mịn màng đi, quý vị đi tẩy trắng suốt ngày, ngồi thoa kem kem tẩy trắng suốt ngày, ngồi thoa kem trộn cho nó trắng, nhưng mà lỗ chân lông nó to, rồi da nó mỏng mà nó trắng chờ như xác chết, rồi lại quý vị bị là những cái khi mà buông ra không sức nữa thì làm da nó xỉn màu, nó đủ màu, nó có đẹp. Quý vị lên mạng đi, quý vị bấm là những cái màu da đẹp nhất thế giới, những cái làn da đẹp toàn bộ là của người châu Phi hoặc người Africa. Cái làn da của họ đen bóng, đen như than đúng nghĩa, nhưng nó bóng và nó đẹp cực kỳ. Thì thưa quý vị, một làn da đẹp không phải là một làn da trắng, mà là một làn da khỏe mạnh, săn chắc, tươi, không có nhiều đốm. Không hẳn là tuyệt đối không có đốm đâu quý vị. Có nhiều cô lớn tuổi khoảng bảy mấy tuổi thì bắt đầu bị tàn nhang đồi mồi nhiều, có nghĩa là họ bị lão hóa khoảng 40 năm rồi. Thì họ đến tìm Bọc Nhiêu và nói rằng là tôi muốn làm mất các đốm này. Mình nói xin lỗi, mình không làm được. Đó là những cái đốm lão hóa từ nhiều năm, từ gan quý vị tiết ra, từ cơ thể quý vị tiết ra, từ cái làn da bị lão hóa cỗi luôn rồi. Thì làm sao mà tái tạo trong vòng một năm được? Không được, nhưng Ngọc Nhi giúp được làn da sẽ căng được, sẽ bóng trước, sẽ sáng trước. Và khi nó bóng, nó sáng, nó căng, nó đủ tế bào thì lập tức lúc này các đốm tự nó mờ và tự nó biến mất. Bởi vì sao? Ví dụ như một cái, Ngọc Nhi ví dụ như một cái thảm cỏ đi, thì quý vị nào ở nước ngoài quý vị biết rồi đó, nhà mình trồng cỏ ngoài sân, có một vài đốm nó bị cháy, nó bị cháy, bị xấu, bị thiếu nước đó, nó xấu lắm. Thì muốn cho nó tươi trở lại làm sao? Quý vị phải rải cái phân vào cái đốm chỗ đó, rồi chăm sóc nước cho đủ, thì chỉ vài tháng sau là cái chỗ bị đốm đó đó nó sẽ màu xanh cùng với cái đốm cỏ, đám cỏ quý vị. Thì cái làn da cũng vậy, những cái đốm mà không đều màu, những cái đốm nâu, đốm nám, đốm tàn nhang đó quý vị gọi đó là nó đang thiếu dưỡng chất. Hãy đưa đủ dưỡng chất cho da. Thì lúc này khi da có đủ dưỡng chất, có đủ nước, tế bào đã tươi, thì tự động nó sẽ mọc mầm móng cho những cái tế bào mới ở chỗ đó. Và khi tế bào tươi, tế bào mới nó mọc chỗ đó thì
các tế bào cũ xấu nó sẽ bị lấn dần đi và nó biến mất hồi nào không biết. Đừng đi tẩy trắng nữa, đừng dùng kem trộn nữa. Kem trộn, kem tẩy trắng da, kem lột da hay là bắn tia laser, nó chỉ giúp quý vị happy hiện tại thôi, nhưng mà không có happy ending. Có nghĩa rằng sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi tuổi càng cao, tế bào quý vị càng mất đi, càng già cỗi đi, thì quý vị đã suốt đời cứ làm vậy hoài, mà đến lúc nào chúng ta không làm được nữa vì cái da chúng ta đã hóa quá tổn thương rồi. Một lần nữa, hãy thử dùng Stem C Serum kết hợp với Dark Spot Rectifier. Ban đêm mình thoa Stem C trước, thoa Dark Spot lên, rồi ban ngày đó quý vị dùng Moisturizer Stem Cell là đa tế bào gốc thực vật để giúp cho quý vị cản được cái tiêu vi, giúp cho quý vị không bị bắt nắng, không bị háp nắng, không bị tác động môi trường để giữ tươi hoài. Ban đêm mình dưỡng thì chắc chắn chỉ sau 3 tháng thôi, quý vị sẽ bất ngờ về cái làn da của mình. Hãy để mọi người ngạc nhiên về làn da của quý vị bằng dưỡng chất đúng cách, đừng đi tẩy lột da nữa nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng Bill Mo, đã yêu thương Ngọc Nhi trong suốt 16 năm qua. Hẹp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với những sản phẩm đặc biệt hơn. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị buổi chiều thật vui bên gia đình và người thân.